trang rất là đẹp, có nhiều bông bướm. Bông trang nó có chất ngọt, rất là bướm bướm, bông bên đó và bông bên trên kia. Đẹp nha cả nhà. À, bướm bướm kìa, trời quá đẹp luôn. Trong cái hình của bướm bướm này mà bướm quá đẹp. Ai cũng mất rồi. Sao này nha, mày lại ông nhà sư chống mặt trong cái hình bướm mà nó bay đi nè. Oh, she's there. Đây. Hai ba con luôn. Hi, mến chào cả nhà. Hôm nay Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà cái đoạn phim mà cái xe này Kim Ngân mua 5 tỷ đó thì Kim Ngân xóa rồi. Tại vì Kim Ngân không có muốn thấy cái bản số đó. Ra Kim Ngân quay lại chia sẻ với cả nhà. Trong tháng 8 này thì Kim Ngân mua hai cái xe mới. Một cái xe này là của ông xã Kim Ngân, 911 GTS Porsche. Rồi của Kim Ngân là xe Macan Porsche. Thì chiếc xe này là của ông xã Kim Ngân đây. Cái màu khá màu xám xám. Và xe của ông xã Kim Ngân thì là cái giá là ở Mỹ, giá Mỹ nha cả nhà, là 200.000 đô la, tức là khoảng 5 tỷ. Ok, 5 tỷ tiền Việt Nam. Xe rất là đẹp ha. Đây đó, xe của ông xã Kim Ngân. Trong tháng 8, xe này là mình mua là 3 tây tháng 8. Còn xe kia là mình mua ngày 19 tây tháng 8. Đây, chia sẻ với cả nhà như vậy. Ở đằng sau này có cái bửng này lên rất là đẹp. Đây, đó là xe. Xe của ông xã Kim Ngân. Còn xe của Kim Ngân á, là xe SUV. SUV thì xe này mới lấy về thôi. Đông tháng 8 này thì rất là đẹp, Kim Ngân rất là thích. Và xe này thì là chỉ có 55.000, tức là khoảng 1 tỷ rưỡi nha cả nhà. Đối với ở Việt Nam thì xe này chắc khoảng 9 tỷ, 8-9 tỷ đó. Nhưng mà ở Mỹ thì rất là không có mắc. Mà hai xe này là xe đua của hãng xe đua Porsche nha cả nhà. Xe của Kim Ngân thì lắc rồi. Kim Ngân có hai số, một là số tự động và số tay luôn, hai số luôn. Số tay thì cả nhà bấm bằng cái trong cái đó đằng sau đó. Và số tự động thì Kim Ngân chỉ lái số tự động thôi. Rồi, đó xin chia sẻ với cả nhà. Trong tháng 8 thì Kim Ngân mua được hai chiếc xe. Xin chụp hình nha. Rồi, ok. Hai chiếc thì tổng cộng là khoảng 6 tỷ rưỡi nha cả nhà. Rồi, đây Kim Ngân sẽ up lên video YouTube để chia sẻ với cả nhà. Còn cái xe kia là xe excuse me, xe Cadillac của ông xã. Xe này cũng đẹp lắm. Xe này thì hồi trước Kim Ngân cũng xài Cadillac luôn, nhưng mà bây giờ Kim Ngân mới bán rồi. Xin chia sẻ với cả nhà, đây là xe của ông xã luôn. Xe này thì mình đã chạy thường, còn xe này mình để đi chơi, mình chạy để enjoy giải trí thôi. Tại vì xe này quá mắc đi, mình chạy ít thôi, mình không có chạy nhiều. Còn xe đó là chạy đường trường. Thí dụ mình đi, ông xã Kim Ngân làm ở Orlando, mỗi lần đi họp thì lái xe khoảng 1 tiếng rưỡi, thì mình lái xe bên đó. Còn xe này thì mình lái không có nhiều. Còn Kim Ngân, xe Kim Ngân thì dĩ nhiên rồi, Kim Ngân đi lái đi rất nhiều ha. Ok. Rồi, như vậy đó. Để chụp chiếc xe này của Kim Ngân. Chiếc này và chiếc này.
Alright. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi của channel của Kim Ngân. Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà một chút nha. Cỏ đang mọc lên quá trời và sắp tới làm cỏ rồi. Và bông trang của Kim Ngân rất là đẹp. Đây, đây là bông trang rất là đẹp nha cả nhà. Kim Ngân sẽ chụp hình cái bông trang này. Chào cả nhà, hôm nay Kim Ngân sẽ dẫn cả nhà đi xem xe mới của Kim Ngân nha. Mình đi mua xe mới, một niềm vui mới nữa đã xảy ra với Kim Ngân. Bây giờ mình đi tới dealer, mình coi xe nha. Thì Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà cuốn video mà mình đi sắm xe ở Mỹ nha cả nhà. Ok, và đây là cái xe mà của Kim Ngân sẽ trade in, mình sẽ đổi lấy xe mới. Để Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui, ăn và ăn. Hello cả nhà. Đây là xe của Kim Ngân. Xe này là xe khá đi lặng. Vẫn còn mới lắm, vẫn còn đẹp lắm. Ông xã Kim Ngân đang lái ra. Và đây là xe Kim Ngân quay lại để mặc kỷ niệm nha. Bởi vì mình đi sẽ đi mua xe mới. Xe của Kim Ngân màu đỏ. Mình chưa biết là mình sẽ mua xe gì. Giờ là mình đi mua đây, đây xe này. Okay. Rồi Kim Ngân đi nha cả nhà, cả nhà cùng theo Kim Ngân nha, bye bye nha. Kim Ngân đã tới Porsche dealer rồi nha, xe màu vàng này đã. Xe mà Kim Ngân tới đây để coi, để mua cho Kim Ngân đấy. Xe màu trắng nè. Porsche. Đây, xe màu trắng Kim Ngân cũng thích xe màu trắng lắm, nhưng mà nó dễ dơ lắm cả nhà. Đây là phía trong, nhìn cũng đẹp lắm. Quá trời nắng bữa nay. Kim Ngân muốn SUV. Xe này bự, mặc dù không có con nít nhưng mà Kim Ngân vẫn thích lái xe lớn, rất là đẹp cả nhà. Đây. Hello. Open what, honey? Yes. Trunk. Yeah. Just lean right to the door behind. Yeah, it. Or just hold the back. No.
gets crowded here in certain hours. Hi, Lewis. How you doing? Good. How are you? Sir, how you doing? Salmon. You want to drive it? How do we open the trunk? Yeah. You want to find out? Đây là salmon. Bây giờ mình phải lái thử nha cả nhà. Ok. Go and take it first. Bà xã Kim Long. Mike market sold for you, so. Literally just two people walk in and say like, oh, we're looking at this car. I'm like, it's sold. Oh, this? Yeah. He was like, just to let them know that it's sold the car or anything. Yeah. Okay, đây là chìa khóa đây cả nhà. Bây giờ Kim Ngân lái xe đi nha cả nhà. Ok. Ok, anh đi. They have sunroof. Mình có kiếm trời, giếng trời, kiếm này nhỏ nhỏ mở ra trước đằng sau luôn. Wow, it's a big sunroof. All the way to end. Yeah, huge. I didn't look at the trunk. It just opened, but you didn't look. Open the remote control. My back seats fold down. Yes. So now you got like as much room as my station wagon. Yes. Even more because it's higher. Even my car locks seat come down too. All the car have that function. Traded in here at 9/11. So they're back to here. They sit at the dealer for sale. You see that? This spider is my baby. I have to say bye bye to my baby too. Cái xe này là năm hồi năm rồi của Kim Ngân mới mua đó. Mình đem vô trả lại mình đổi xe khác mình lỗ 10.000 đô la. Bây giờ xe này nó nằm đây để bán cho chủ khác. Kim Ngân là chủ của nó một năm, 10 tháng có 10 tháng lỗ 10.000. Mỗi 1.000 mình lỗ 1.000, mỗi 1 tháng mình lỗ 1.000. So, cái xe này back to here. Ok. Xong rồi cả nhà ơi, Kim Long mua được xe rồi, bây giờ đang đi về xe mới nha. Chia sẻ với cả nhà. Xe Kim Ngân đi đổ xăng cho đầy rồi Kim Ngân về. Một ngày đi mua xe mệt mỏi. Phải Kim Ngân rất là mừng. Kim Ngân bây giờ có xe mới rồi. Xe của Kim Ngân tổng cộng tất cả là 55.000 đô la. Trả tiền mặt ông xã Kim Ngân trả rồi. Bán luôn. Wow. Hai cái xe này bán hết rồi. Xe của Kim Ngân lúc nào cũng đẹp hết. Thank you.
say goodbye for my baby. So cả nhà, đây là xe của Kim Ngân. Bây giờ Kim Ngân bán rồi, Kim Ngân phải lấy đồ ra hết luôn và dọn xe sạch để mà mua xe mới. Thì Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà cái xe này với Kim Ngân 6 năm rồi. Cả nhà, bây giờ Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà xe của Kim Ngân buổi tối nha. Thì mở cửa ra nó có chữ ở dưới đó. Và Kim Ngân sẽ mở đèn lên để coi, chia sẻ với cả nhà ở trong này nha. Tabler, ok. So, hít số 1 vô để cho ghế của Kim Ngân nó sửa lại. Xe buổi tối cả nhà, quá nóng ở trong rồi. Đây là cái Tabler, đây là đồng hồ số, đồng hồ số chạy limit. Đây là bên này, cái đồng hồ này mình có thể trời, nó đi được đây, thở qua bên GPS telephone mình có thể đổi hết đó. Kim Ngân mới vừa học xong. Ok, bánh xe. Navigation. Đây là ok cả nhà. Đây bên này là home. Nguyên một vàng đèn luôn. Một vàng đèn ở dưới này rất là nhiều ha. Ở trên này nữa, trên này Kim Ngân cũng mới vừa học xong, Kim Ngân cũng biết là đèn nào với đèn nào luôn. Trên này mang một vàng. Đây là chiếc xe Macan SUV white. So chị just chị quay lẹ cho em xem cả nhà. It's a beautiful car. Porsche. Nằm ở trên cái bàn bóng bàn bia này lắm, tại nó nóng ở ngoài này nè.